Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ khá đặc biệt. Đã từng có một câu đùa vui rằng Việt Nam và Hàn Quốc có thể coi là hai đất nước thông gia, bởi trong số các cô dâu nước ngoài lấy chồng tại Hàn Quốc thì cô dâu mang quốc tịch Việt Nam chiếm số lượng lớn. Nhưng không chỉ có câu chuyện cô dâu Việt trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, chương trình gặp gỡ khán giả tuần này sẽ mang đến những câu chuyện khác về những người bạn Hàn Quốc với Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cần những thủ tục gì để giải quyết vấn đề ly hôn với chồng Hàn Quốc? Đặc trưng văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt, cuốn sách đầu tiên mang tính hệ thống, khoa học và có tính thực tiễn về Việt Nam và Hàn Quốc. Những chàng trai Hàn Quốc quảng bá văn hóa Việt Nam, khám phá ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam nhờ bàn tay của các họa sĩ đến từ Hàn Quốc. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết chương trình. Theo Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện nay có hơn 60.000 cô dâu Việt Nam kết hôn với chồng Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc, thì 30% số cô dâu Việt Hàn đã gặp vấn đề trong đời sống hôn nhân và rời bỏ cuộc hôn nhân ngoại quốc là lựa chọn của không ít người. Đa phần họ gặp phải khó khăn về thủ tục xin ly hôn với người chồng Hàn Quốc. Vậy những khó khăn này là gì? Cách giải quyết hiện tại là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Kết hôn từ năm 2011, nhưng khác với những cô dâu kết hôn với chồng Hàn Quốc khác ở cùng quê, hơn 5 năm nay, Trang vẫn chỉ ở Việt Nam, chờ đợi tin tức của người chồng bên Hàn Quốc. Cũng không biết lý do vì sao không đưa chị sang. Như mỗi lần về thì khoảng ở khoảng tuần lễ, về là 6 tháng, 6 lần gì đó. Tới năm 2013 là không còn, lúc đó là không có biết lý do làm sao. Hẹn về hoài nhưng mà không về. Mình gọi điện hỏi thì anh ấy nói là ráng chờ thêm 1-2 năm. Rồi như thế đó, rồi chờ hoài, rồi không thấy qua. Trang thực hiện ghi chú kết hôn tại Việt Nam sau khi đăng ký kết hôn vắng mặt tại Hàn Quốc. Về mặt pháp lý, Trang đã kết hôn với chồng Hàn Quốc, mặc dù chưa một lần sang Hàn Quốc làm dâu. Sau 3 năm không có bất cứ tin tức gì từ chồng, Trang quyết định làm thủ tục ly hôn. Lãnh sự quán Hàn Quốc xin mộc qua sở ngoại vụ rồi dịch giấy, xong rồi mới về đây. Bây giờ là đang viết thư để mà gửi về bản để cho ký của ông để ly hôn. Ông tìm đến đây thì nói thật thì chị cũng không biết những bước mà thủ tục gì đó, chị không biết. Chị hỗ trợ là giấy tờ để mà ở bên hàng là trích lục những cái hồ sơ của chồng chị đó. Tại vì hồ sơ của chồng chị là năm 2011, đã quá lâu rồi. Thì bây giờ thì nhờ mấy chị trích lục cái hồ sơ mới của ổng, địa chỉ mới của ổng để mà về đây làm. Ly hôn, chuyện mà không ít cô gái trẻ miền Tây Nam Bộ phải đối mặt sau những cuộc kết hôn cấp tốc cùng chồng Hàn Quốc. Có những cô dâu hồi hương gần chục năm nhưng vẫn chưa thể ly hôn được. Những khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn xuất phát từ sự thiếu kiến thức về pháp luật hai nước trong việc kết hôn và ly hôn. Có rất nhiều trường hợp, cô dâu ra trở về mà chưa kịp ly hôn hoặc đã ly hôn, nhưng không biết rằng mình phải mang tất cả các giấy tờ cần thiết, chứng minh sự thật ly hôn về Việt Nam để giải quyết tại đầu bên này. Bên cạnh đó, thủ tục ly hôn giữa Việt Nam và Hàn Quốc đòi hỏi những giấy tờ khác nhau. Điều này cũng mang lại không ít khó khăn cho phụ nữ hồi hương. Quy định pháp luật về Hàn Quốc á, nếu mà thuận tình ly hôn thì sau 2 năm mà người phụ nữ ly hôn mà không có cầm cái bản án về Việt Nam, không cầm cái quyết định về Việt Nam á, thì cái hồ sơ ở bên phía Hàn Quốc họ sẽ hủy bỏ hết. Thì do đó khi mà mình về Việt Nam mà không cầm được cái quyết định ly hôn á, thì rất là khó khăn trong giao dịch sau này, hoặc là muốn đăng ký kết hôn nữa thì cũng rất là khó. Hiện nay thì tòa án cũng có giải quyết những cái trường hợp mà ly hôn vắng mặt. Nếu những người phụ nữ mà nếu không cầm các cái quyết định thủ tục ly hôn ở Hàn Quốc và Việt Nam thì sẽ thực hiện cái thủ tục mà ly hôn vắng mặt tại tòa án cấp thành phố thì cũng được giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng thời gian cũng khá dài.
để tránh những khó khăn trong thủ tục ly hôn với nam công dân Hàn Quốc. Phụ nữ có nhu cầu cần lưu ý những nội dung sau. Hồ sơ mang theo khi đến lãnh sự quán xin hợp thức hóa lãnh sự gồm giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân gia đình, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Các bước thực hiện xin hợp thức hóa lãnh sự hồ sơ dùng để xin đơn phương ly hôn tại Việt Nam. Bước 1. Nhận giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân gia đình bằng tiếng Hàn tại Văn phòng Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, gọi tắt là COCUN. Trung tâm COCUN giúp trích lục hồ sơ miễn phí của người chồng cũ bên phía Hàn Quốc, hỗ trợ dịch thuật, tư vấn thủ tục ly hôn. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hợp Quốc Hàn Quốc, khu vực phía Bắc, tòa nhà Trambit, số 117 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại 04-3944-8646. Khu vực phía Nam, địa chỉ 151/9A, đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại 0710-625-3155. Bước 2. Mang giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân gia đình và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đến lãnh sự quán Hàn Quốc để xin mộc công chứng hồ sơ của Hàn Quốc. Bước 3. Mang giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân gia đình đã có mộc công chứng lãnh sự đến Sở Ngoại vụ thành phố xin mộc hợp thức hóa lãnh sự hồ sơ nước ngoài. Bước 4. Mang hồ sơ đã có mộc của Sở Ngoại vụ đến Tòa án tỉnh, thành phố xin đơn phương ly hôn ở Việt Nam. Để tránh vấp phải những hệ lụy không mong muốn của cuộc hôn nhân ngoại quốc, mỗi phụ nữ khi quyết định kết hôn với nam giới Hàn Quốc cần trang bị kỹ những kiến thức dành cho phụ nữ sang Hàn Quốc theo diện di trú kết hôn. Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình thuộc Hội Phụ nữ tại địa phương là địa điểm có thể cung cấp hỗ trợ thông tin này. Câu chuyện tình bạn giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc có thể dễ dàng nhìn thấy từ mối quan hệ thông gia hay những quan hệ đầu tư phát triển kinh tế hay làn sóng văn hóa Hàn hiện diện trên đất nước Việt Nam. Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 20 năm, mà tình bạn đó có những bước phát triển nhanh chóng như vậy? Tình bạn đó luôn tươi đẹp hay vẫn còn những vướng mắc vì những khác biệt giữa hai đất nước? Điều này sẽ được lý giải dưới góc độ văn hóa qua cuốn sách Đặc trưng văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tương đồng và khác biệt. Cuốn sách của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Lương, Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học thuộc Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam đứng thứ hai trong biểu đồ các cô dâu ngoại quốc tại Hàn Quốc. Thông tin đó không quá mới mẻ, nhưng nhìn nhận hiện tượng này từ góc độ tương đồng và khác biệt văn hóa thì không phải cuốn sách nào cũng đưa ra được. Trong những nghiên cứu của mình được in trong cuốn sách Đặc trưng văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt, Tiến sĩ Trần Thị Thu Lương đã chỉ ra rằng chủ nghĩa gia đình là một đặc trưng truyền thống được bảo lưu đậm nét trong xã hội Hàn Quốc và Việt Nam hiện đại. Tính trọng tình vẫn là đặc trưng tương đồng nổi bật của hai nền văn hóa. Số lượng cô dâu Việt sẽ không thể tiến tới mức đứng đầu trong số cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc như hiện nay nếu như hai đối tượng cô dâu Việt và chú rể Hàn không cảm nhận được sự gần gũi tương đồng, nhiều khi chỉ là trực cảm về tính trọng tình, trọng gia đình, trọng văn hóa của đối tượng kết hôn. Lý giải này nhận được sự đồng tình từ phía những người đàn ông Hàn Quốc. Trong thời đại mới, rất nhiều người phụ nữ sang Hàn Quốc lao động, cũng như người Hàn Quốc sang Việt Nam để công tác làm việc, thì họ nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam là những người phương Đông, các nét văn hóa Việt-Hàn khá tương đồng. Đặc biệt là đề cao tình mẫu tử rất giống với người Hàn Quốc, nên những người đàn ông Hàn Quốc chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, nên chúng tôi đã chọn những người phụ nữ Việt Nam là vợ của mình. Một điều nữa là phụ nữ Việt Nam có thiên hướng về gia đình rất là nhiều. Nếu vợ mà yêu chồng, họ sẽ rất quan tâm từng chút một, thương chồng lao động vất vả, nên họ chia sẻ các công việc với chồng. Cuốn sách cũng phân tích những khác biệt trong văn hóa hai nước khiến cho nhiều cuộc hôn nhân thiếu bền vững ngoài nguyên nhân kinh tế. Đặc trưng khác biệt văn hóa gây ra va chạm thường gặp nhất, gây ra các ứng xử trong gia đình đa văn hóa là văn hóa tôn ti của Hàn Quốc. Trong văn hóa tôn ti của người Hàn, ngoài việc ứng xử theo thứ bậc xã hội, còn có sự bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ rất rõ rệt. Trong gia đình hay xã hội, họ đều có quy tắc chặt chẽ về lễ nghi, thái độ ứng xử cũng như ngôn ngữ giao tiếp. Trong khi đó, văn hóa Việt, đặc biệt ở Nam Bộ, coi trọng hiếu thảo với cha mẹ và trọng nam khinh nữ, nhưng nền văn hóa bản địa của Việt Nam là văn hóa dân chủ làng xã, đậm tính mẫu hệ,
coi trọng phụ nữ nên lối sống trong gia đình của người Việt xuề xòa, ít quy tắc lễ nghi và sự bất bình đẳng giới không quá nặng nề. Mặc dù có rất là nhiều các cái tương đồng trong văn hóa, nhưng để cho người ta có thể hiểu rõ, thấu hiểu văn hóa của nhau, để có thể ứng xử theo cái xu hướng là khoan dung hơn, hòa hợp với nhau hơn, mỗi bên đều hiểu của nhau hơn để tránh cái sự va chạm văn hóa, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Cùng với cái sự phát triển của Hàn Quốc, Việt Nam thì có rất nhiều các nghiên cứu đã diễn ra, cho nên là cái việc đó cũng càng ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, một cái công trình để có thể tổng kết được một cái cách khái quát tất cả những cái đặc trưng và so sánh có tính đặc trưng chứ không phải so sánh hiện tượng thì cũng vẫn chưa có. Cho nên là với cái tư cách là trung tâm nghiên cứu cơ bản, trung tâm Hàn Quốc học, thì chúng tôi đã đến đây làm một cái đề tài nghiên cứu trọng điểm, và sau khi đề tài kết thúc thì chúng tôi đã chỉ sửa lại để có thể là xuất bản thành cái cuốn sách này. Cuốn sách đưa ra các so sánh đặc trưng văn hóa Việt-Hàn trong hai thời kỳ truyền thống và hiện đại. Ở thời kỳ truyền thống, các đặc trưng văn hóa được tổng kết và so sánh một cách hệ thống theo cấu trúc văn hóa. Ở thời kỳ hiện đại, các so sánh được đặt trong việc phân tích về sự biến đổi các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của hai quốc gia. Từ đó, tác giả phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn hợp tác kinh tế như các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và giao lưu xã hội như các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ở Hàn Quốc. Khi mà đưa ra được vấn đề toàn diện và chặt chẽ thì nó sẽ diễn đến một cái vấn đề là nó không thể bao quát hết được cả một cái khối lượng, một cái công việc quá lớn như thế. Cho nên mỗi một cái phần của chúng tôi đều là một cái đề tài để còn phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển sâu sắc hơn nữa. Cho nên cái công trình của chúng tôi cũng vẫn là một cái công trình nghiên cứu có tính chất phác thảo, một cái nghiên cứu dài hơi, và nó sẽ còn được tiếp tục triển khai chi tiết ở những cái phần tiếp tục tiếp theo của chương trình nghiên cứu của Trung tâm Hàn Quốc học. Cuốn sách đầu tiên mang tính hệ thống, khoa học và có tính thực tiễn này có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, sinh viên ngành Hàn Quốc học và những ai quan tâm văn hóa Việt-Hàn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giải trí, làn sóng văn hóa Hàn Quốc đã lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia châu Á. Việt Nam là một trong số đó. Đất nước Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc đã trở thành sức hút với nhiều bạn trẻ. Vậy ở chiều ngược lại thì sao? Các bạn trẻ Hàn Quốc có ấn tượng gì về Việt Nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây thông qua câu chuyện khá thú vị của nhóm bạn trẻ Những Chàng Trai Hàn Quốc. Xin chào, tôi tên là Choi Jong-rak, một thành viên của nhóm Những Chàng Trai Hàn Quốc. Năm nay tôi 24 tuổi, tôi đang theo học tại trường Đại học Thể thao nên có rất nhiều các buổi học về thể dục. Vì thế, buổi sáng tôi thường đến sớm để vận động. Xin chào, tôi là thành viên của nhóm Những Chàng Trai Hàn Quốc. Hiện tôi đang là sinh viên khoa tài chính của trường Đại học Dân lập Seoul. Tôi đang học về chuyên ngành như kế toán, kinh doanh, kinh tế. Xin chào các bạn, tên tôi là Dong Rin của Những Chàng Trai Hàn Quốc. Hiện nay tôi đang là sinh viên khoa địa lý ngành sư phạm của trường Đại học Quốc gia Seoul. Xin chào, tôi là Choi Haram, PD của nhóm Những Chàng Trai Hàn Quốc. Năm nay tôi 24 tuổi và đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân lập Seoul. Khi học ở nước ngoài thì có rất nhiều lúc vất vả, mệt mỏi và cô đơn, cũng rất nhớ nhà nữa. Lúc đó người bạn cùng phòng tên là Công, một người bạn Việt Nam của tôi đã rủ nhiều người bạn Việt Nam khác đến chơi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu ấy cũng nấu rất nhiều món ăn Việt Nam như phở xào, phở bò cho tôi ăn. Dần dần nhờ những người bạn này mà tôi bắt đầu trở nên quen thuộc với văn hóa, với món ăn cũng như các bài hát của Việt Nam. Tôi đã biết đến Việt Nam như vậy. Khi trở về Hàn Quốc, tôi nghĩ hãy kể về nhiều người hơn nữa những nét văn hóa của Việt Nam. Khi đó tôi gặp được Dong Rim trở về sau chuyến tình nguyện ở Việt Nam, cũng như Jong-un trở về sau chương trình trao đổi sinh viên tại Việt Nam. Ba chúng tôi đã quyết định hãy giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến Việt Nam và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với người Hàn Quốc. Đó cũng là điểm khởi đầu của kênh Những Chàng Trai Hàn Quốc trên YouTube.
안녕하세요. 우리는 한국 오빠들. 그래서 저희가 첫 아침을 니을 라엔이라는 유명한 반미집에서 먹기로 했어요. 디톨. 저희가 오늘 두리안을 사왔거든요. 제가 모텔로. 근데 이 껍질이 너무 껍질이 너무 날카로워요. 아니 우리는 처음에 이거 뭐 무기로 막 전쟁터에서 이제 우리 한번 먹어보겠습니다. 안톤 드타 먹어볼게요. 또이 세안 등유. 야 이게 아이고 피시 소스. 아. 자. 뭐 지금 죽은 것도 아니고. 야 근데 진짜 느낌이 말캉말캉한데 힘이 진짜 세. 근데 이게 말캉말캉한 게 안에 뭐가 막 있는 게 느껴져 지금 젓가락으로 지금. 야. 자 종락 트탓 잡아내겨 봐 야야. 와, 나 진짜 떨린다. 리얼 떨린다. 야, 이거 진짜 먹어. 하느님. 종락, 종락아. 형을 봐. 종락. 커피인데 약간 에스프레소랑 그 우유가 아니라 연유가 들어왔거든요. 실제로 발음을 하면 카페소다 이랬거든요. 카페소다? 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 일단 한번 드셔보겠어요? 짱 맛있어요. 오, 짱 맛있어. 대단해요. 오, 맛있어. 부드럽고 괜찮으세요? 네, 맛있어요. 형이 어떻게 하는지 보여줄게. 던지면서 이길 것 같아요. 반도아! 반도아! 반도아? 반도아? 재밌어요? 최고예요! 최고예요! 출발해! 뭐야! 자 그럼 피디님 마지막 다섯 번째 도전 하겠습니다! 암예 빠따오! 빠김 땅가랑 빌레 꽃과 깨라 깨와 꽃 주반야우 꽉꽉마떼 주반에 알라이람치 건레레 탄탕 토이게 건빔빔 토이떠띠 이때따떼 맞나요? 성공! 베트남 노래 처음 도전해보셨는데 소감이 어떠세요? 일단 너무 재밌었고요. And it was a very fun experience for me because I don't know much about Vietnamese culture or songs, but the first time when I heard it, it was very, very interesting. And I think I'm going to remember in my sleep. I still remember Baking Down. So it's very addictive, but I think I'm going to remember it for a long time now. 한국 오빠들 빨리 보고 싶어요. 언제 업로드되죠? 더 빨리 업로드해주면 안 돼요? 이런 식의 그런 댓글들이 너무 감사했어요. 왜냐면 저희가 처음 시작했을 때 정말 조회수도 별로 적고 좀 저희가 어떻게 더 열심히 할 수 있어야 저희가 더 잘할 수 있을까 막 고민을 엄청 많이 했었거든요.
Chúng tôi đã rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều liệu mình có thể làm tốt được hay không. Nhưng nhờ có những bình luận như thế này mà chúng tôi đã có thêm động lực để tiếp tục tiến hành và có được kênh những chàng trai Hàn Quốc như hôm nay. Rất cảm ơn các bạn. 가장 첫 번째 기준은 공간과 흥미였습니다. 한국 오빠들 팀이 흥미를 느끼는 주제에 대해서 베트남 친구들에게 먼저 의견을 구해본 다음에 베트남 친구들이 동의를 하고 베트남 젊은 층들이 충분히 공감을 하고 흥미를 느낀다고 하면 그 주제에 대해서 아이디어 회의에 들어가고 그 다음에 촬영에 들어갔습니다. 다음 주 비디오는 그렇게 편집합시다. Đây là studio trong nhà mà chúng tôi chủ yếu dùng để quay video. Đây là camera mà lúc Pi đi cần thì có thể lấy để dùng. Camera ba chân. Có cả micro nữa. Chúng tôi có thể thuê tất cả các thiết bị chuyên môn. Việc lắp đặt đã hoàn tất. Sau đó là chỉnh ánh sáng. Được chưa nhỉ? Bắt đầu nhé. 1, 2, 3. Đây là phòng làm việc của chúng tôi. Chúng tôi không có studio riêng, nên cuối tuần nào cũng đến đây để biên tập video. Thật ra, lý do mà chúng tôi thuê studio như thế này là bởi có thể mượn được các thiết bị chuyên dụng này. Chúng tôi vẫn chỉ là sinh viên, nên các thiết bị mà chúng tôi có chỉ là những máy ảnh kỹ thuật số như thế này thôi. Tôi hy vọng rằng nhóm chúng tôi có thể thành công và lớn mạnh để có đủ kinh phí mua các thiết bị chuyên dụng như thế này. Chúng tôi dự định sẽ làm tiếp các video thú vị khác để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với những người dân Hàn Quốc cùng với các video về văn hóa giải trí, những video mà người xem có thể cảm thấy vui vẻ khi xem. Tôi cũng có kế hoạch từ tháng 1 năm sau sẽ trở lại Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đã bắt đầu học tiếng Việt. Kế hoạch tiếp theo mà chúng tôi đang chuẩn bị là mở một mục mới. Trong mục đó sẽ tập trung giới thiệu việc học tiếng Việt, giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng như những địa điểm nổi tiếng bằng tiếng Việt. Các bạn hãy đón xem nhé. Không chỉ quảng bá văn hóa Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc còn giúp thu hút khách du lịch đến Việt Nam bằng một cách rất đặc biệt. Đó là biến những bức tường nhà thành một bức tranh bích họa. Chúng tôi đang nói đến một địa điểm du lịch mới xuất hiện những ngày đầu tháng 7 vừa qua, làng Bích Họa, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Dưới bàn tay của các họa sĩ đến từ Hàn Quốc cùng các tình nguyện viên Việt Nam Hàn Quốc, hơn 100 ngôi nhà làng chài nghèo tỉnh Quảng Nam đã trở thành những bức tranh sinh động, thu hút rất đông khách du lịch tới thăm. Hãy cùng khám phá ngôi làng Bích Họa đầu tiên ở Việt Nam trong phóng sự sau đây. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 70 km về phía Nam, có một ngôi làng ven biển, nơi người dân quanh năm làm nghề chài lưới. Ngôi làng ấy giờ đây đã được phủ lên mình một diện mạo mới và một cái tên mới. Trước ở trong thành mà từ làng Bích Họa đó, hồi trước thì không đẹp chứ trừ đẹp. Mỗi ngôi nhà trong làng được khoác thêm một chiếc áo mới đầy màu sắc. Những con đường dẫn người dân ra biển cũng được tô điểm bởi ngòi bút của họa sĩ tài năng đến từ Hàn Quốc. Trong 20 ngày liên tục, các họa sĩ từ Hàn Quốc cùng người dân địa phương đã vẽ lên 70 bức tranh trên các bức tường lớn nhỏ. Được sự tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng với người dân địa phương trang trí lại ngôi làng và vẽ rất là nhiều bức tranh trên các mảng tường. Thì bây giờ đặt thêm một cái tên mới là rất là hay, đó là làng Bích Họa. Các bức tường cũ kỹ được thay thế bằng các mảng màu với những hình ảnh khác nhau. Là dân làm biển chính gốc, cho nên họ nói là ổng là chuyên vô làm biển mà tờ rồi mình vẽ hồ sen lỡ chơi chiếc thuyền đấy đó thì phải có cái người chủ nhà. Cho nên là ổng chụp cái rồi họ đưa họ quậy môi trường không biết đoạn họ chụp cái rồi cháu đi lùa biết thôi. Chừng bắt đầu gì mới thấy giống biết thôi. Không giống nhiều gia đình khác trông chờ vào những buổi đi biển, gia đình Dada
phụ thuộc vào mỗi đường kim, mũi chỉ của người bố khiếm thính. Nhưng từ khi có bức họa trên tường này, gia đình em có thể mở thêm quán nước cho khách du lịch đến chụp ảnh. Cuộc sống cũng vơi đi phần nào khó khăn. Ngôi làng xưa chỉ dựa vào chai lưới, bữa cơm bấp bênh theo con sóng. Nay có thêm công việc mới, đó là những dịch vụ phục vụ du lịch. Em chưa thấy một cái nơi nào mà nó từ một cái làng đơn giản cấp 4, làng chài cấp 4 mà được các nhà họa sĩ phát họa lên thành những bức họa tuyệt đẹp như vậy. Em thấy ở đây là nó là giống như một bức ảnh vậy đó, nhiều màu sắc cho nên là em thích đến đây để khám phá thử. Em sẽ chia sẻ những cái hình ảnh của mình sau cái chuyến đi này và dịp sau em sẽ quay lại cùng nhiều bạn hơn. Và giờ đây, chắc chắn không chỉ có bãi biển Mỹ Khê của thành phố Đà Nẵng, phố cổ Hội An, đảo Cù Lao Chàm, mà làng bích họa đầu tiên của Việt Nam ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ sẽ là điểm đến không nên bỏ qua khi tới dải biển miền Trung, biển xanh cát trắng. Những bức tranh tươi đẹp ở làng bích họa Trung Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khép lại chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Mọi đóng góp và chia sẻ của quý vị xin hãy gửi về cho chúng tôi qua hộp thư điện tử gặp gỡ khán giả a.vtv.vn hoặc địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả phòng chuyên mục tiếng Việt Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên trang điện tử vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/vtv4go. Cũng đừng quên theo dõi các tin tức cập nhật của VTV4 qua trang Facebook VTV International. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.